Thưa quý vị, thưa các bạn, xác định công tác xúc tiến thương mại là yếu tố quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, đặc biệt là thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm, ngành công thương Thanh Hóa đã triển khai nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả của mảng công tác này để khẳng định vị thế hàng hóa, tăng sức cạnh tranh của sản phẩm địa phương và khơi thông thị trường. Sở Công Thương cho biết hiện nay trên địa bàn tỉnh này có 116 làng nghề tiểu thủ công nghiệp với hàng ngàn cơ sở sản xuất kinh doanh đang hoạt động, có doanh thu hàng năm lên đến hàng ngàn tỷ đồng. Trong đó, nhóm sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ có doanh thu lớn nhất, chiếm khoảng 50%, giải quyết việc làm cho gần 16.000 lao động. Bình quân, thu nhập của các lao động làng nghề đạt từ 4 đến 12 triệu đồng một người trên tháng. Trong năm 2024 này, chúng tôi tiếp tục tham mưu cho Ủy ban nhân tỉnh cũng như là Bộ Công Thương triển khai các nội dung về công tác khuyến công, trong đó tập trung hỗ trợ cho các cái chủ thể là các cái sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu các cấp cũng như là các cái sản phẩm ô cốp của tỉnh Thanh Hóa. Bên cạnh đó thì vấn đề về xúc tiến thương mại, tìm kiếm đầu ra cho thị trường cho các cái sản phẩm này là một nội dung rất quan trọng, quyết định cho cái sự thành công của doanh nghiệp cũng như là sự hiệu quả của công tác khuyến công. Thì trong năm 2024 này thì chúng tôi cũng đã hỗ trợ cho khoảng 30 lượt doanh nghiệp tham gia ở các cái hội chợ trong nước. Những năm qua, tỉnh Thanh Hóa xác định công tác xúc tiến thương mại là yếu tố quan trọng thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm. Trên cơ sở đó, Sở Công Thương Thanh Hóa giao Trung tâm Khuyến công và Tiết kiệm Năng lượng triển khai nhiều giải pháp xúc tiến thương mại để đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn và tạo cơ hội để các doanh nghiệp và các cơ sở sản xuất bứt phá trong sản xuất. Mới đây, thực hiện chương trình khuyến công quốc gia và khuyến công địa phương, Thanh Hóa đã đưa các doanh nghiệp tham gia hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2024 tại Hà Nội. Việc tham dự sự kiện này được xem là một hoạt động xúc tiến thương mại quan trọng nhằm tạo cơ hội cho các doanh nghiệp, cơ sở nông nghiệp nông thôn của tỉnh quảng bá thương hiệu, giới thiệu sản phẩm, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm quản lý sản xuất, chuyển giao công nghệ, tìm kiếm đối tác hợp tác đầu tư kinh doanh, thiết lập hệ thống, mở rộng mạng lưới phân phối hàng hóa và từ đó giúp các sản phẩm tiểu thủ công nghiệp, làng nghề của tỉnh có mặt ở các thị trường trong và ngoài nước. Là một doanh nghiệp thì chúng tôi luôn quan tâm và chú trọng đến cái việc tham gia các cái chương trình xúc tiến thương mại của ngành công thương, của Bộ Công Thương tổ chức. Bởi vì thông qua các cái chương trình như này thì giúp doanh nghiệp thực hiện tốt các cái mục tiêu đề ra, đó là quảng bá thương hiệu và tìm kiếm đối tác và khách hàng mới. Và từ đó thì giới thiệu các sản phẩm đến với nhiều hơn người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh. Từ đó thúc đẩy doanh số bán hàng, mở rộng thị trường. Cái hiệu quả mang lại cực kỳ là thiết thực và rất là tốt. Đó là nó giúp doanh nghiệp giải quyết được rất là nhiều cái khó khăn trong cái vấn đề marketing này, thúc đẩy doanh số bán hàng này, tăng trưởng cái sự phát triển của công ty cũng như doanh nghiệp. Sở Công Thương tỉnh Thanh Hóa, Sở Công Thương đã đem chúng tôi đi tham gia các hội chợ, các chương trình xúc tiến thương mại và đem đến những người tiêu dùng những sản phẩm tốt nhất, hiệu quả nhất và giúp cho những sản phẩm chúng tôi được đi các nơi xa đấy, và đem đến các tỉnh thành. Chính là chúng tôi thường xuyên tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại do Bộ Công Thương và Sở Công Thương Thanh Hóa cùng với các đơn vị tổ chức chức năng tổ chức. Thông qua các hoạt động xúc tiến thương mại như hội chợ và triển lãm sản phẩm thì Chè Sạch Chính Hà chúng tôi được tiêu thụ rất tốt. Sở Công Thương Thanh Hóa cho biết những năm qua, ngân sách của tỉnh đã dành hàng chục tỷ đồng cho hoạt động khuyến công, hỗ trợ cho làng nghề, cơ sở làng nghề tiểu thủ công nghiệp. Bởi vậy, một số ngành nghề tiểu thủ công nghiệp của tỉnh như là đúc đồng, mây tre đan, chế biến nông sản thực phẩm, chế biến gỗ gia dụng, đồ mỹ nghệ, cơ khí nhỏ phục vụ nông nghiệp, sản xuất vật liệu xây dựng, chế biến hải sản đã và đang phát triển mạnh. Tuy nhiên, đứng trước những đòi hỏi ngày càng khắt khe của thị trường trong và ngoài nước, nhất là trong bối cảnh xung đột địa chính trị trên thế giới ảnh hưởng không nhỏ đến xuất khẩu, các làng nghề tiểu thủ công nghiệp của Thanh Hóa cần phải cải thiện cả về hình thức và chất lượng để thực sự có được chỗ đứng trong lòng người tiêu dùng. Sự vào cuộc của các cấp, các ngành, trong đó có vai trò quan trọng của ngành công thương,
sẽ phát huy sức mạnh tổng hợp và từng bước đưa các sản phẩm tiểu thủ công nghiệp của Thanh Hóa vươn xa hơn trên thị trường trong và ngoài nước.